Ơi, hiện tại các bạn đang xem thì hình ảnh đó là chiếc tàu cái nha. Chiếc này mới vô lấy cào xong giờ chạy ra nữa nè. Chiếc này dính hộp đen rồi. Chiếc này hình như chạy máy Cummins ha, có nó có trục bô ha. Chiếc này mình đoán dài dài khoảng từ 18 mét đổ lên đó các bạn. Chiếc này mũi nhọn ha. Chiếc này khoảng 5 mét đổ lại thôi. Quá. Chiếc này xuất hành mới xuất hành luôn nè. Màu này màu mới, màu bạc nè. Hình như đăng kiểm là bắt sơn màu này nè các bạn. Sau này các bạn đăng kiểm là bắt sơn màu này nè. Rồi, không có việc gì phải nhanh cả, từ từ ha. Chiếc này cũng có lên bay gió nha. Nó cái phần bay gió nó có khúc màu đỏ đó các bạn. Chiếc này lái đôi nha các bạn. Rồi, và clip này đây kết thúc nha. Lâu lâu có cảnh này quay chơi mời các bạn xem ha. Rồi, nhớ đăng ký kênh của mình nha. Bye bye.